Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Anh Phong ơi, bé Bông dễ thương quá, bé Cam dễ thương quá, fan của bé Bông. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm qua các bạn nào nhớ không, ngày hôm qua mình mới vừa đăng một cái video vlog với bạn, nói rằng là mình mới vừa nhận nuôi hai bé mèo mới. À không, nhầm, có một đứa à, còn một đứa còn lại là mèo cũ nha các bạn nha. Ờ, một con là bé Cam, còn một con là bé Bông mọi người ạ. À, thì hôm qua có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, bé Bông dễ thương quá, bé Cam cũng dễ thương nữa, hay là anh cho bé Bông vào trong Minecraft đi anh. Thì mình nghe cũng hay á, cũng hợp lý á. Nhưng mà tại vì á, nếu như mà muốn bé Bông vào trong Minecraft á thì chắc là cần phải có thêm một thời gian nữa thì bé Bông mới có thể vào Minecraft được, các bạn hiểu không? Chứ bây giờ sao tự nhiên tôi nghe có ai nhấn chuông vậy? Ai vậy? Trời ơi, tôi nè ông nội, cái gì mà tôi gõ chuông bao nhiêu lần mà sao bây giờ mới ra vậy? Ủa sao mới hả? Ồ. Ủa rồi. Rồi ai đây? Trời ơi, ông nội bé Cam chứ ai? Ủa, quên bé Cam luôn hả? Ôi đất. Trời ơi mấy bạn ơi, lâu quá mình không thấy bé Cam ở trong Minecraft cho nên mình quên mất tiêu luôn rồi. Rồi sao lùi lại luôn rồi? Sao lùi lại luôn rồi? Nó phụ phàng đó, do ông chứ sao? Tôi nói không nhớ người ta luôn. Cam ơi, Cam ơi, xin lỗi luôn. Xin lỗi mà, xin lỗi. Trời ơi, gì đâu không chịu. Ôi, ghê quá. Tại vì lâu quá rồi tôi không thấy bé Cam ở trong Minecraft cho nên là tôi mới quên chứ bộ, chứ nhìn là biết liền. Nè, thấy không bé Cam nữa bạn. Thôi chưa? Mập mạp đáng yêu dễ sợ. Trời ơi. Cam cái thế là đứng im tranh quay Cam xíu đụng Cam. Chạy quá chạy lại quay. Đó bạn coi nè bạn, đây chính là bé Cam trong Minecraft nè, cái đầu màu cam nè bạn. Đó, mặc cáo màu hồng nè. Đấy, thì có nhiều bạn hỏi mình là tại sao bé Cam lại mặc cáo màu hồng? Là bởi vì bé Cam là con gái nha bạn nha, trên mặc cáo màu hồng mà, đúng rồi. Đấy. Rồi hôm nay qua có chuyện gì không vậy? Đây trời đất ơi, đây qua đi có chuyện không, nhìn thấy gì không? Tèn ta tèn ta tèn. Ủa? Thấy không? Ghê không? Ủa? Rồi tự nhiên hôm nay mang cái hộp quà siêu to khổng lồ qua đây cho tôi làm gì ạ? Tính ra là hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu. Trời đất ơi, ủa tôi tặng quà phải là đúng ngày sinh nhật của ông mà tôi mới tặng hả? Gì kỳ vậy? Tôi thích tặng lúc nào trả tặng. Thấy không? Đâu đây quà to. Hôm nay tặng tôi cái hộp quà gì đâu mà to dữ người ta, to gần bằng ngôi nhà của tôi luôn. Ủa cái quà này là quà của bé Cam hay là quà của bé Sam đây? Trời đất ơi, đây là quà của gọi là tôi và bé Cam luôn đó. Một bất ngờ rất đặc biệt dành cho ông luôn. Ông đoán trong này có gì thử không? Đoán thử đi. Ở trong đây thì tôi đoán là chắc là một cái dàn PC mới, hoặc là ở trong đây có thể là một núi đùi gà cáp chơi đó, những món tôi thích. No, nghĩ sao vậy? Mấy cái đó không có tầm gọi là xứng với món quà siêu to khổng lồ này nè. Món quà rất là đặc biệt luôn. Đó, ông sẽ rất là thích. Đặc biệt hả? Ủa Cam ơi, Cam có thể nào cho anh biết bên trong là cái gì được không? Không hả? Ủa trời ơi, sao không cho em? Khôn là, nghĩ sao vậy? Mấy bạn ơi, bình thường nha, mà mình thấy mà mấy cái hộp quà mà to to thế nè, các bạn nhớ không? Lần trước á, khi mà mình gặp bé Cam lần đầu tiên ở trong Mini World hay là Minecraft các bạn, lần nào cũng sẽ là một cái hộp quà to to và bé Cam nằm ở bên trong. Mình nghĩ rằng là những cái hộp quà to thế này thường sẽ là những cái con gì đó ở bên trong, chắc chắn luôn. Đây. Trời. Ủa trời. Tính ra tôi mới nói đại thôi mà có thiệt luôn hả bạn? Ủa trời, cái hộp quà của cái con gì nó mới chui từ hộp quà vậy Sam? Trời đất ơi, ông đoán thử đi, cho ông nhìn từ từ. Rồi bé tới đây nè, đó đứng. Ủa? Đây để coi Phong nhận dạng được đây là ai nè. Đó. Ủa cái con này là con gì vậy? Ủa cái con này nhìn giống con thỏ vậy. Trời đất ơi, vô duyên cái con người ta thì sao không thỏ được. Đoán lại đi. Kỳ không? Từ từ. Một cái con này có cái lỗ tai khá là giống bé Cam nè. Vậy chắc cũng là con mèo, nhưng mà sao cái lỗ tai nhìn giống cái tai con thỏ hơn các bạn ơi. Mà con này nó còn có bộ lông màu trắng. Ơi, đừng có nói tôi đây là bé Bông trong Minecraft nha. Chính xác. Bé Bông lại được vào trong Minecraft. Ủa con là Bông thiệt á hả? Ủa? Trời đất ơi, ông này là Bông phát trời. Ủa trời. Ôi trời, bạn ơi, bạn coi bé Bông trong Minecraft nữa bạn, nhìn dễ thương dễ sợ. Trời, bé Bông có một cái đôi mắt màu xanh dương. Ui, đôi mắt này y hệt mình luôn bạn ơi, mình cũng màu xanh dương nè. Ui, vậy là anh với bé Bông mà chung đôi mắt với nhau nè. Đứng kế bên nhau kìa. À, bạn coi nè, thấy không, mình có đôi mắt màu xanh nè, bé Bông cũng có đôi mắt màu xanh nè, thấy không? À, ok. Ui mà bé Bông trong Minecraft nhìn có vẻ đáng yêu quá ta, mặc cái bộ đồ gì dễ thương à. Ủa mà sao tìm bé Bông là màu trắng mà sao mặc cái bộ đồ màu đen? Ủa thì nó con trai mà, con trai mặc đồ đen cho đẹp chứ sao. Ha, nhìn nó cũng nam tính á. Ui mấy bạn ơi, vậy là từ bây giờ gia đình của Phong đã có 4 người nha các bạn nha. Có Phong nè, Sam nè, rồi có thêm bé Cam. Đứng sau này cho đẹp, đứng sau này cho đẹp, đứng sau này cho đẹp. Thành viên mới nữa là bé Phong mấy bạn ơi. Trời ơi, wow. Được chưa? Một gia đình vô cùng hạnh phúc. Ok, anh Mộc khoan,
Tính ra là mình đem bé bông vô Minecraft rồi, mình phải đem đi giới thiệu cho mọi người, với lại là phải xin phép dịch cho bé bông trong làng nữa. Chứ làng này là làng của cả team mà, có thành viên mới là phải xin phép, hiểu không? Tôi quên. Thôi bây giờ mình dẫn đi luôn đi. Ok. Rồi bây giờ hai đứa đi theo anh qua bên kia chào hỏi mấy anh chị đi nha. Đi 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 đi. Đi ha nào. Đi. Nhanh lên. Rồi đi qua đây nè hai đứa, đi qua đây. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến nhà của gọi là chị Simmy để giới thiệu hai đứa cho Simmy nha. Ok, qua đây nào. Đây. Rồi qua đây. Xếp hàng. Rồi để tôi bấm cửa nè. Tưng. Ai à, ra nhà liền. Hello Sim. Không sao nha. Ủa hôm nay hai người qua nhà tôi có chi không vậy? Hôm nay qua nhà để khoe cái này hay lắm nè, coi nè. Đây, xin giới thiệu Sim. Hả? Có thấy gì đâu mà o? Đâu thấy cái cam chứ, cái mặt nè. Hello cam nha. Trời ơi. Ủa cam bữa nay có cắt tóc mới thấy gì vậy? Đừng có quan tâm cam. Đẹp lắm á. Đừng quan tâm cam làm gì. Chúng ta sẽ quan tâm đến một người mới nè. Xin giới thiệu bà bé bông. Ra đây đi bông. Bé bông đâu? Ra đây đi, cái gì mà e thẹn vậy, nhút nhát vậy đâu ngoài. Nhanh lên. Người ta sợ Phong ơi, trời ơi, mới gặp mà sợ lắm. Dễ thương không, dễ thương không? Ai dạ, ủa? Ủa, Phong ơi, bé bông là bé thỏ, sao nhìn dễ thương vậy? Ê, cái gì bé bông, bé thỏ mà nội, tính ra là bé bông là mèo luôn mà. Ồ, mèo hả? Trời ơi, nhìn dễ thương quá à. Hello con, trời. Ồ, trời ơi, dễ thương vậy. Ủa sao nó không chịu nhìn tôi vậy Phong? Ủa tôi đáng sợ lắm hả ấy vậy? Chắc là bé bông mới vừa vào Minecraft ngày đầu tiên, cho nên là bé bông hơi kiểu bị nhút nhát á. Mà quên nữa Sim ơi, cho tôi hỏi nè coi, bé Mưa đâu rồi? Tính ra là có hai người bạn mới nè, mà bé Mưa đâu rồi? Ra ngoài đây giới thiệu cho bé Mưa luôn coi. Trời ơi, tôi đang cho bé Mưa. Ờ, tính ra tôi mới vừa gọi bé Mưa chạy ở thiệt luôn kìa. Hello Mưa. Chắc rồi. Hello Mưa. Mưa hôm nay chị giới thiệu cho em nha, đây là hai bé mèo mới nè. Đúng rồi, giới thiệu Mưa, đây là hai bé mèo mới, một bé là bé bông và một bé là bé cam. Hai bạn làm quen với nhau đi nào. Rồi, sao luôn. Ủa gì vậy? Mưa sợ cam hả? Cam ơi, lui con ơi. Trời ơi, người ta sợ con. Cam ơi. Mẹ bình tĩnh. Mưa nó còn nhỏ lắm, đừng bắt nạt nhỏ. Trời đất ơi. Ủa, tính ra có ai bắt nạt đâu trời. Có ai bắt nạt đâu. Trời ông quên hả? Bé Mưa cực kỳ sợ mèo. Gì? Tự nhiên chó mà sợ mèo là sao? Người ta sợ thôi. Ủa kìa vậy? Thôi rồi, nếu như mà bé Mưa sợ mèo thôi, bây giờ bé Cam xịt ra ngoài kia đi con. Xịt ra ngoài kia đi. Lui đi. Lui một tí đi, cho hai bé này làm quen nhau trước đã. Ok, bây giờ, ôi trời, tính ra bé Bông với lại bé Mưa mà đứng kế bên nhau nhìn cứ như hai anh em sinh đôi vậy các bạn ơi. Xin giới thiệu với Mưa, đây chính là bé Bông, cũng thuộc là giống đực, y hệt như Mưa luôn. Thấy xinh không? Thấy bạn Bông nhìn đẹp trai không? Đẹp trai đúng không? Đẹp trai mà đúng không? Rồi giờ hai bạn làm quen nhau đi. Trời ơi, thích quá ta. Sao hai nó quẩy luôn gì trời. Ê nhưng mà quên mất, anh quên giới thiệu với Mưa thêm lần nữa là bé Bông cũng là con mèo. Trời đất ơi sao lại nói vậy. Rồi mở cửa chạy mất tiêu luôn rồi. Rồi xong mở cửa chạy mất tiêu luôn rồi. Đâu rồi? Ủa rồi. Ơi đừng có chọc bạn nữa trời ơi. Ủa trời ơi trời. Trời ơi con Mưa quá tôi. Thôi xem ơi. Xin đi kiếm bé Mưa đi, bé Mưa đâu mất tiêu rồi. Tôi nghĩ tôi đi kiếm thôi. Mưa ơi. Mưa leo nóc nhà kìa. Trời ơi Mưa ơi, chết rồi. Hai người đi chơi với nhau. Tôi phải lên nóc nhà đây, trời ơi Mưa ơi. Thôi chết rồi bạn ơi, chết rồi bạn ơi. Gặp nhiều rắc rối quá, không được, được. Mình phải đem con Bông đi ra chỗ khác liền. Thôi được rồi. Trời đất ơi, con Bông quậy y chang ông luôn, không khác cái nét gì luôn á trời. Ủa người ta quậy, người ta con trai, người ta quậy thì đúng rồi. Phải quậy như vậy thì mai này mới thông minh được, hiểu không? Thôi bây giờ thôi Cam đi, Cam ơi. Trời ơi Cam ngồi bây giờ nè. Bây giờ nè, anh sẽ đưa bé Bông qua bên nhà của anh trưởng team của Hero Team, là anh Mr. Dịch Bầu đó, để đăng ký cho bé Bông được gì ta gọi gì ta, được chứng nhận công dân của làng Hero Team đó. Chịu không? Đúng rồi, vô làng sống là phải gọi là có giấy cho phép thì mới được vào, hiểu không? Thành viên mới mà. Ok thôi, đi qua đây. Đi thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta qua bên nhà của anh trưởng team Mr. Dịch nha mọi người. Không biết Dịch đâu ta. Ok, mình thấy bóng dáng anh Dịch lấp ló bên trong kia các bạn ơi. Ok, để mình bấm chuông gọi Dịch nha. Dịch ơi. Anh Dịch xin ơi. Là xin vĩnh biệt cụ cái gì vậy? Hello Dịch, hôm nay bọn em qua đây thăm anh nè. Ủa sao sáng sớm tự dưng kéo đông người dưới đây? 1, 2, 3, 4 đứa. Trời ơi, có 2 đứa, 3 đứa. Ủa đứa này đứa nào? Ơi, xin giới thiệu với anh, đây chính là một thành viên mới trong gia đình của bọn em. Đây chính là một con mèo mang tên Bé Bông. Đúng rồi. Bé Bông nghe quen quen ta, từ từ qua Google search lại coi gì Bé Bông. Ai biết.
Phong ơi, bay dạ? Bông bằng bông biết bay, bay 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 bông biết bò. Tào lao, tào lao. Cái đó không phải, cái đó là búp bê bằng bông anh ạ. À. Còn cái này là bé bông, là một con mèo em mới vừa nhận nuôi, hiểu không? Thì hôm qua em có mèo mới à, bạn mới vô chơi. Từ từ, bây giờ nè, em muốn nói anh nghe nè. Hôm qua em đăng vlog về con mèo này mà anh không xem đúng không? À hôm qua trời ơi, anh bận quay clip với mọi người quá trời đất luôn. Giờ các bạn đi cứu tối ngày bảo anh Dịch ơi, quay với ca mui đi, bạn thân 100 ngày đi. Anh đâu có thời gian để coi biết clip đâu. Trời ơi à trời, hèn gì không biết bé bông rồi. Đúng rồi, bé bông hôm qua hơi bị nổi tiếng luôn á, nhiều bạn thích bé bông đó luôn á. À mà quá nữa, hôm nay em đem bông qua đây là để gọi là muốn xin anh cho phép em nhận nuôi bé bông trong làng Hero Team được không? À nhận nuôi bé bông hả? À? Ừ, nhưng mà bây giờ chứng làng mình dân. Bây giờ đất chật người đông, dân manh động lắm. Bây giờ cái nhà em còn không chịu trang trí ở rồi, bé bông ở đâu, không lẽ tống qua ở nhà Sam ở ké tiếp? Thì bây giờ nè, bé bông thì ở chung với em, còn bé cam thì ở chung với Sam đó, được không? Bé bông ở chung với em. Đúng rồi, bé bông cam ở chung với Sam. Ờ dạ dạ. Ôi, bông sao chia buồn với bông nha. Giờ ở phòng là khổ lắm ấy, không sướng ở với Sam. Nó ghê lắm mà nó lười làm lắm. Ơi ơi, ơi em một khi em nuôi thú cưng là em rất là sống, rất là kiểu rất là quan tâm thú cưng nha, đừng nói vậy nha. Ủa mà dịch sao em nghe vần quá ta? Sao nghe vần quá ha? Bé bông sống với Phong, bé cam sống với Sam. Bé dịch sống với cái nịch. Bé dịch sống với cộng dây nịch. Ok rồi. Bây giờ thế này nha, chúng ta sẽ làm chứng minh nhân dân cho bé bông nè, rồi cho phép bé bông ở trong làng nha anh. À làm chứng minh nhân dân cho bé bông à? Thôi đợi tí, đợi tí. Giờ điều tra dân số là vào làng nó phải hỏi ý kiến tôi đàng hoàng nhé, để tôi nhập liệu dân số. Không qua trường công an ra tới người ta bắt đi á. Rồi ok rồi. Ok rồi, bọn em đợi nha, bọn em đợi nha. Ờ hay quá. Xong liền, xong ngay. Đây, chứng minh nhân dân. Cầm lên. Rồi, mới đó mà có chứng minh nhân dân rồi, nhanh vậy. Khổ ơi, làm rất lẹ wow. Luôn đó. Đó đi, Phong cầm lên cho bạn coi chứng minh nhân dân ơi. Tao để coi coi. Ồ, chứng minh nhân dân. Thấy chưa? Nguyễn Thanh Bông. Ôi trời ơi, Nguyễn Thanh Bông. Trời ơi, nghe tên dễ thương vậy. Ok, không sao được rồi. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh rất nhiều đã có chứng minh nhân dân rồi. Ủa mà anh ơi, vậy giờ bé Cam cũng mới vào trong Minecraft nè, mình có nên cho bé Cam làm chứng minh nhân dân luôn không anh? Trời ơi, chứng minh nhân dân của bé Cam à, chứng minh nhân dân bé Cam làm phát một xong ngay, đợi em tí. Ok, chúng ta sẽ làm chứng minh nhân dân mang tên là gì ta, Trương Thị Anh Cam. Trời ơi, tên nghe nhúc cái tên Nguyễn Thanh Bông Trương Thị Anh Cam. Trời đúng ơi. Rồi, tên của mình với... À, ủa vậy? Cái gì trong nhà anh vậy? Hả, cái gì trong nhà anh đâu? Có gì đâu, anh có mua gì đâu rồi nha. Ủa gì trong nhà anh? Ủa vậy đây, sao nhà anh dạo này bị lủng lỗ lum la nhìn ghê. Ủa, vừa mới đi ra ngoài cái vô lại mất cái toilet rồi. Ủa em nghe, ủa hoang tự, em nghe tiếng đập gì trên lầu sao? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa. Ừ, được rồi. Ủa, có nhà anh sao vậy? Rồi cái PC rồi cái giường tôi đâu? Ủa gì đây? Dịch dạo này nhà anh bị mối ăn nhiều lắm hay sao cái sàn gỗ nó lủng lỗ lum vậy? Ơ em nghĩ sao con mối nó ăn nó chỉ ăn một hai ô thôi chứ con mối gì ăn này, đây là cái con gì con bò nó ăn chứ con gì con mối. Ủa mà khoan gì đây, từ nãy giờ em mới để ý nè, bé bông bé cam đâu rồi? Ủa hai đứa nó đi đâu đâu anh đâu biết đâu, tính là nó là thú của em rồi thú anh đâu. Ủa trời ơi, khoan từ từ, có khi nào cái nhà anh bị vậy là cho hai đứa đó không? Ủa sao nó đâu đây? Ủa đi xuống dưới gì vậy? Mèo sao mèo quá mà sao mà đập dữ vậy, có phải đâu? Chạy cái tủ lạnh tôi luôn rồi. Ui trời, chạy cái gì vậy? Gì vậy anh em? Alo, bọn nó đập nát luôn cái toilet của anh này anh ơi. Rồi xong. Mày đập cái gì thì mày đập, mày chửi cho người ta cái toilet thì người ta còn đi chứ chừng không may mất người ta lấy người ta đi, hai đứa bay đập người ta. Vậy. Thôi bây giờ nè, em xin phép em trả lại cho Dịch cái toilet. Ui Dịch ơi, cái con khỉ ơi. Ê coi chừng lại, hai đứa bay đứng lại coi. Ê đứng lại, cái nhà anh bị đập nè, hai con này là thú cưng của em với cả Sammy nè, hai đứa bay phải chịu trách nhiệm. Dạ. Ê Sam ơi Sam, bà nhìn đằng sau lưng của bà thấy có cửa sổ không? Tí nữa chạy ra ngoài cái cửa sổ nha. Ok. Dạ thì thật ra là ui gì đây? Trong nhà bếp anh có con voi biết bay kìa. Hả? Con voi biết bay à? Ủa, đúng rồi. Chạy. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi. Bé bông à. Mày đứng lại coi. Vừa em lên anh cứ chúng nó xong cái giờ chúng nó nhà mình luôn rồi. Chạy. Đứng lại cả kia. Trời ơi là trời mấy bạn ơi. Chạy các ơi. Trời cái nhà tôi. No. Ôi chạy đi trời ơi chết nữa bạn ơi, mình gặp đúng hai con mèo quậy ơi là quậy luôn, nó qua nhà ông Dịch, nó đập nát nhà ông Dịch rồi. Kiểu này là chắc chắn là ngày mai ông Dịch đuổi hai bọn nó ra khỏi làng luôn á, chứ đừng nói được sống trong làng. Trời ơi là trời, Sam ơi là Sam, tại sao bà không biết giữ bọn nó hả?
Trời đất ơi, sao ông trách tôi? Ông là người đem mà giữ lấy cái bánh bông qua rồi là giết thì ông dịch mà ông phải giữ chứ. Trời ơi, trời chết rồi, kiểu này thế nào dịch cũng sẽ đuổi hai bọn nó ra khỏi tim luôn các bạn ơi. Hây, chắc là ngày mai mình phải tìm cách để mình xin lỗi dịch thôi chứ bây giờ không được các bạn ơi. Chết rồi, kiểu này thế nào bọn nó cũng bị đuổi ra khỏi tim nè. Vậy là bọn nó sẽ trở thành trẻ mồ côi mọi người ạ. À. Trời ơi, rồi xong nó đập cái giường của ông dịch đây. Trời ơi, con đồ dịch. Giữ gì mấy con? Trời cái gì nhiều vậy? Cái gì nhiều vậy? Ôi tí qua chạy trong dịch này tôi lụm rồi, tí qua chạy trong dịch trời đất ơi. Trời ơi à trời, tí nữa phải qua xin lỗi người ta rồi tốn tiền xây nhà lại cho người ta nè. Thôi bạn ơi, mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây chứ mình đau đầu với hai đứa này lắm rồi, mình chịu không nổi rồi các bạn ơi. Thôi bà tự chăm nó nha Sam, tôi về đây tôi không lo cho nó đâu. Ôi ông nào ông hả? Tôi phải tìm cách để tôi xin lỗi dịch này chứ tôi không có rảnh thời gian tôi nuôi bọn nó đâu. Trời ơi trời. Hey, à, mấy bạn ơi. À. Kiểu này là không được rồi, phải tìm cách xin lỗi dịch thôi chứ giờ biết sao. Chứ để hai bọn nó mà bị đuổi ra khỏi team á tội nghiệp hai bọn nó lắm mấy bạn ơi. Ok, mấy bạn có cách nào giúp cho mình, bình luận giúp mình có cách nào xin lỗi dịch không? Bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt mọi người.